Anh Thức nè, mượn điện thoại em chi vậy? Có chưa? Đây em mượn điện thoại của mẹ em luôn nè. Thôi nhà giàu quá ta, hai ba cái luôn. Của mẹ em luôn đó. À, cái này cái Samsung. Còn đây là cái iPhone. Ủa nhà em có cái Oppo nào không? Để em chỉ luôn. Không, chỉ có hai mẹ con là chỉ có hai cái này thôi à. Chứ dạ. Không có Oppo. À, thì ngày hôm nay thì anh á muốn chỉ cho đại đình là ba cái điều rất là cần của đang xài điện thoại. À, thứ nhất á là mình cái điện thoại mình đang xài nè, mà nó đang xài nó bị treo cảm ứng luôn. Treo cảm ứng. À, có nghĩa là mình tắt nguồn cũng không được luôn, là làm gì cũng được, là màn hình nó cứ đứng cứng đơ đi như vậy luôn. Có nghĩa là đụng vô nó không ăn á đúng không? Đúng rồi, là không ăn hết luôn. Còn cái thứ hai á là cái điện thoại nó bị loạn cảm ứng. Bị loạn. Có nghĩa là đang xài á là cảm ứng nó nhảy tùm lum lá chân á. Hoặc là bấm chỗ này nó ăn chỗ kia, bấm chỗ kia nó ăn chỗ nọ. Biết rồi. Rồi cái thứ ba á là để anh chỉ cho cái đại định á là một cái cách mà kiểm tra cái điện thoại mà nó có bị hư cảm ứng hay không. Nhằm khi á là mình đi sửa về nè, là cảm ứng nó bị hư á là mình không hay. Hoặc là đi mua điện thoại mới mà cảm ứng nó hay hư rồi á, mình cũng không biết luôn. Mình xài thời gian á nó tự động nó lỗi, nó hư. Mình phải có cách cái mà cần đó. Chứ mình đi mua điện thoại về mà mình không biết là nó hư hay không nữa, mình cũng khó. Vậy ha. Nhưng mà chỉ em ơi là sao, là làm cách nào mình biết được á? Thì đó, để từ từ, để anh chỉ từ đầu tới cuối luôn cho. Bữa nay mình có 3 vấn đề mình muốn chỉ cho đại đình nha. Thì cái vấn đề thứ nhất á, là cái điện thoại đây. Là đang xài mà cái điện thoại nó bị đơ cảm ứng. Có nghĩa là nó cái màn hình nó đứng luôn nè, mà bấm không được, ví dụ mình bấm tắt nguồn nè thì nó hiện lên vậy. Nhưng mà bấm vô cái màn hình là nó không ăn. Đúng rồi, không ăn là mình đâu có vuốt được đúng không? Đúng rồi, là không có vuốt được luôn, là bị đơ luôn. Cái tình trạng đó là thí mọi người theo thợ á thì người ta gọi là cái tình trạng bị treo máy. Treo máy. Cái tình trạng này khắc phục thì rất là đơn giản thôi. Có nghĩa là điện thoại có phím home thì mình bấm phím home nha. Còn cái không có phím home thì khỏi bấm phím home. Tại không có đâu bấm. Là mình sẽ bấm giữ cái nút âm lượng nhỏ nè. Giữ nút home nè, giữ nút nguồn nè, là ba nút phải không? Giữ ba nút một lượt nè, bấm vào ba nút một lượt nè. Giữ luôn nha. Giữ luôn phải không? Giữ luôn, giữ hoài giá là điện thoại tự động nó tắt nguồn rồi buông ra là mở nguồn lên lại. Đó. Buông ra là nó tự mở lên lại hay là mình mở hả? Thì buông ra là mình nhấn nút nguồn là tự động cái điện thoại nó mở nguồn lên lại. Hiểu rồi. Là cái điện thoại á là nó sẽ khởi động lại và cái điện thoại cảm ứng nó sẽ ăn bình thường. Cái này là không phải là tình trạng mà bị cảm ứng hư nha. Nhiều người không biết là nói tự động á là ủa sao điện thoại bây giờ cái điện thoại nó bị đơ cảm ứng rồi, nó bị treo rồi. Thì nói là cái điện thoại mình nó bị hư cảm ứng. Thì thật sự ra điện thoại đó là cái cảm ứng không bị hư. Đây là cái tình trạng mà bị treo máy. Nhưng mà đó. bị cái gì mà treo máy á, thì mình xài ứng dụng nhiều quá cái máy nó bị treo, nó đơ máy luôn. Là cảm ứng nó bấm không ăn đó, là mình khởi động lại là xài bình thường. Còn trên cái mình cái điện thoại mà xài có thí dụ mà cái điện thoại mà như mấy cái Oppo bây giờ là không có phím home đó, thì mình bấm giữ phím âm lượng lớn nè, phím âm lượng nhỏ với giữ nút nguồn là điện thoại nó sẽ tự động khởi động lại. Vậy ba nút phải không? Giữ ba nút hết. Còn cái iPhone thì sao? Bây còn nếu mà đối với cái iPhone á mà đang xài mà bị đơ cảm ứng á, thì thí dụ em bấm nút nguồn bấm không được phải không? Đúng rồi. Thì bây giờ em bấm nút âm lượng lớn nè, bấm lượng lớn, bấm lượng nhỏ để giữ nút nguồn hoài luôn. Nó giữ gì nè, là chút xíu điện thoại sẽ tự động tắt nguồn khởi động lại. Vậy ha. Để anh giữ cho nó điện thoại tắt nguồn xong mình thấy nó tắt nguồn rồi mình buông ra, mình bấm mình khởi động lại. Khởi động lại ha. Tại điện thoại iPhone á thì nó tắt nó hơi lâu, đó, khởi động lại. Thấy không? Đúng rồi. Đó, thì là khắc phục được là vấn đề đầu tiên là điện thoại đang xài mà bị đơ cảm ứng. Nó liệt luôn, nó liệt luôn á. Là rồi. Nó không bấm không ăn luôn á. Thì mình sử dụng cái cách này giùm mình nha, khỏi đem ra tiệm mắc công. Như vậy là xong. Như vậy là xong. Giải còn xong. Cái giải quyết cái vấn đề thứ hai á là điện thoại mình đang xài mà cảm ứng nó nhảy tùm lum la, cái vấn đề này là nhiều người rất là cần luôn nè. Nó bị cắn hay sao? Không phải bị cắn, là có nghĩa là điện thoại mình nó bị ẩm. Bị ẩm hả? Để anh lấy cái chai cồn cái. Bị ẩm nhiều khi trời mưa này kia mình bỏ vô túi này kia phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Mình bỏ vô túi hoặc là mình xài điện thoại mà lâu ngày á là nó bị ẩm hoặc gốc hoặc là nè. Thì mình có thể là thứ nhất á là mình kiểm tra, thí dụ mình bấm chỗ này nè, bấm chỗ này chỗ kia nó ăn tùm lum lá trơn phải không, thì thí dụ bấm vô Zalo để nhảy tè là ra trơn á, thì mình coi cái cắm cái miếng cường lực mình này nó có bể hay bị nhầm gì không.
À, như cường lực này bể nè thì mình lọc bỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Nè, như cái cường lực này mình bể nè, mình lọc bỏ đi để mình dán miếng khác. Vậy tại vì miếng cường lực á bể rồi á thì ngay cái chỗ cái lằn bể á thì nó hay nó thấm nước cho mấy gốc nè. Thì nó sẽ làm ra là cái, tại vì trên nguyên cái cảm ứng đó nè là tất cả đều là mạch điện không? Mạch điện. À, tại vì mình bấm nó mới ăn vô. Ừ. Được. Nhưng mà nó chặt một cái chỗ nào rồi á thì nó sẽ là bị nhảy tùm lum lá chật. Thì ra là như vậy. Chị ha, cứ cái miếng này cứ bởi mà cứ để hoài là cũng đúng không rồi, được. Đúng rồi, thì một thời gian cái điện thoại mình sẽ hư luôn. À. À, còn cái mà cái cách khắc phục thứ hai á thì là mình lấy lưỡi lam nè. Là thí dụ mà mình lọt cảm ứng ra mà nó vẫn còn nhảy á, mình lấy lam nè, mình đưa vô mấy cái viền này nè. Cái gì nè? Đó, thì lâu ngày mình xài á cái sình nó dạ nó sảm vô đây nè. À. À, nhẹ nhẹ được ha. Nó sình nó sảm vô mấy cái chỗ này nè. Là như cái mấy cái đầu nè, thấy không? Là khử ra sình nóng cho nè, thấy không? Đó. Là cũng có dáng đời này đó anh. Đúng rồi. Sình hay là bụi vậy á. À. À nó sảm vô là nó bị liệt cảm ứng. À em hiểu rồi. À, rồi mình lấy nhà mình nó có cồn á. Cồn ha, nói cồn là được phải không? Cồn 90 độ nè. 90 ha. Hoặc là bây giờ mình thường mình hay có cái chai cồn này xịt xịt phẩm á. Mình lấy mình lau lên. À cũng đó. Được nè. Đó, mình lấy mình lau cho nó thạch sạch thiệt là sạch nha. Ừ. Tại vì á cái nhầm khi á trên cái mạch cảm ứng mình á nó lâu ngày nó xài nó bị ẩm á. Và nó bị cũng nhảy luôn. Cái tương tự cái iPhone cũng tương tự vậy luôn. Đúng rồi, cái iPhone cũng tương tự vậy luôn. Tại vì có nhiều cái rất là nhiều cái người khách đem vô cảm ứng nhảy tùm lum lá cho nó anh lọc cái miếng còn lực ra anh vệ sinh cho sạch cái mặt lại là người ta sẽ bấm bình thường. Đây mình lau cho kỹ thì kỹ rồi mình lấy máy sấy á, mình sấy cho nó khô thì cái máy sấy tóc của mình hả? Đúng rồi, lấy máy sấy tóc nè. À. Mình sấy mà sấy sao mà cho nó khô thì là khô luôn, có nghĩa là mình cầm mà nóng hực luôn nha. Là tại vì ở trong nè nó nhầm khi nó bị ẩm vô á. Mình sấy cho nó càng nóng là càng tốt. Là sao mua ra điện thoại mình xài bình thường. Biết rồi. Còn mình để cho mình chỉ cho cái đại định cái cách mà kiểm tra mà cái điện thoại á, mà ví dụ mình mới mua về hoặc mình mới thay màn hình á. Mà thử cái màn hình mình có còn xài được ổn không á, cái cách nhanh nhất rồi. Ví dụ bây giờ anh dở mật khẩu phải không? Đây là mình sẽ kiểm tra, thứ nhất là mình kiểm tra cái màn hình trước. Kiểm tra hả? Bây giờ sao mình biết được anh? Kiểm tra màn hình là mình vô camera. Camera phải không? Vô camera nè. iPhone cũng vậy phải không? Đúng rồi, vô camera. Em lấy tay em bệnh cái lỗ camera lại, lấy tay bệnh lại. Bệnh lại ha? Của em bệnh lại luôn phải không? Bệnh lại nè. Nè, đây đừng thấy không? Nó ra chỉ là một cái màu đỏ thôi. Nó không bị lem màu á, thấy không? Của em vậy sao anh? Thì đó bình thường đó. Cũng là một cái màu cam phải không? Đúng rồi, là bình thường thôi. Còn mà nếu mà nó có quần trắng đây là màn hình lỗi. Vậy hả? Đơn giản như thôi hả? Trời anh nó chị mà biết luôn bị á. Có đốm mà trắng nè, vòng vòng mà có đốm á là cái màn hình lỗi á. Vậy ha? Còn cái mà cách mà kiểm tra cảm ứng á thì rất là đơn giản thôi. Kiểm tra cái cảm ứng thí dụ mà trên cái Samsung á thì mình sẽ bấm là sao thăng 06 thăng. Còn iPhone thì sao? iPhone thì để khác. Sao thăng 0. Sao thăng. Được. Sao thăng không sao thăng. Là bấm vô chữ tút nè. Và OU nè. Cái này chỉ Samsung thôi nha. Là mình lấy mình quẹt mấy cái đường nè. Đây. Quẹt cái dòng cái dành dành đó đó hả? Đúng rồi đó. Nè mình quẹt cho nè. Nếu mà nó đều quá trơn lả thoát ra được á là nó là cái cảm ứng nó bình thường. Vậy còn hả? Mà thoát ra không được á là cái cảm ứng nó hư. Vậy hả? Đó, thoát ra bình thường. Vậy là bình thường phải không? Là cảm ứng bình thường phải không? Hay ta. Rồi, còn mà muốn mà kiểm tra nhanh hơn nữa thì bây giờ em sẽ để ịnh tay vô một cái nè, vấn đề mỗi biểu tượng này đó, em kéo cho giáp cái màn hình không? Đó, cái iPhone đó mình kiểm tra cái nè. Đây, mình vô camera nè phải không? Mình kéo nè, mình kéo chậm từ vậy nè. Nếu mà cái chỗ nào mà gớt lại là cái cảm ứng nó hư chỗ đó đó. Vậy hả? iPhone cũng vậy phải không? Đúng rồi. Đó thấy không? Ủa cái này của em thì sao? Thì đó thì kéo vòng vòng sao à, vậy hả? Anh đang nắm cái cầm gà em thấy không? Em kéo vòng 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 nó không vuột lại là được. Em hiểu rồi. Hiểu rồi. Bây giờ như vậy nè. Cái màn hình em vậy phải không? Nó vậy nè. Nó kéo vòng vòng ai? Em kéo vòng vòng phải không? Kéo vòng vòng vậy nè. Mà nếu mà nó vuột lại là cái màn hình hư. Biết rồi. Đã định mốt đi có mua điện thoại mua gì đó
thì mình kiểm tra theo cách này, cứ nắm nhạc kéo vòng vòng nè, chỗ nào mà nó vụt ra mà nó nhảy ra chỗ khác là cái màn hình nó lỗi ngay chỗ đó đó chị ha. Hiểu rồi, đơn giản cảm ứng nó lỗi ra chỗ nào là bấm tới chỗ đó đó, kéo mà ngay chỗ đó là vụt ra phải không? Đây là cái những cái mà bí quyết của thợ sửa điện thoại mà để dành mà test màn hình. Em biết rồi, có nghĩa là ta nắm ta kéo vòng như nào, ngay chỗ nào gớt ra là cảm ứng nó lỗi hư. Thí dụ mình á, mà mình mua mà mình không để ý đó thì ban đầu nó sẽ không hư, mình xài vài tháng nó sẽ hư cho chỗ đó. Em hiểu rồi, đúng không? Nói chung là nó hơi bị lỗi phải không, xài từ từ nó sẽ hư. Đúng rồi, từ từ hư. Đây là một cái số mà cách mà khắc phục cái điện thoại mà bị liệt cảm ứng, hoặc là để kiểm tra cái điện thoại mình cảm ứng có bị hư không của mình nha. Thì đã định thấy mà có hay có hút á thì nhớ bấm like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình. Hoặc là nếu mà có một cái số câu hỏi gì đó thì cứ bình luận bên dưới mình sẽ trả lời cho đại đình. Hoặc là thí dụ mình trả lời lâu khó quá thì mình sẽ làm một clip để chỉ cho đại đình sửa. Chứ điện thoại mình nó xài á mà lâu ngày lâu lâu nó bị hay bị đơ nè, đúng lâu rồi, lâu cũng rồi. Hay bị lộn cảm ứng nè. Hoặc là bây giờ gần Tết tới à, mình hay đi mua điện thoại á, thì mình chỉ cho đại đình cái cách mà để lựa điện thoại xài sao cho cảm ứng nó im. Cảm ơn anh nha. Thời sự điện thoại có tâm nhất. Ế hoài.